và hello và chào mừng quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Mitte Prime và cả mùi lùn của mình cả cu dâm bên đây đây. Ôi gì? Cái gì? Cá mui lùn các bạn ơi. Các bạn thấy cá mui lùn nó đè đứng cạnh vịt à? Đứng im, cá mui đứng im. Đấy, các bạn nhìn đâu? Cái đỉnh tóc của vịt vẫn cao cá mui. Hơn một xíu cũng là hơn rồi, cá mui lùn. Còn đứng ngoài đời là cảm bảo là mình vẫn cao hơn nha. Bạn nào đã xem cái vlog của mình quay về thử thách ăn đồ ăn màu vàng thì sẽ thấy một màn solo chiều cao của vịt với cá mui cực mạnh các bạn. Ok, và hôm nay thì các bạn nhìn xung quanh đây, bọn mình đã đến với cả một cái bản đồ, đó là nhà tù màu hồng. Hôm nay thì do cá mui bị lùn quá nên là bị cảnh sát bắt, rồi nhốt vào tù vì bị bệnh lùn. Đấy, bọn mình sẽ phải tìm cách để thoát ra khỏi đây. Rồi bây giờ cá mui có ý kiến gì không? Ủa thế còn Peter thì tại sao bị bắt vào đây? Bắt vào đây bởi vì mình bị bệnh quá đẹp trai thì trục xuất. Ủa con cái đó em đi ra ngoài đường em dốc với lại cảnh sát, cái cảnh sát bắt em vô đây luôn. Cao chỉ dốc với bạn, Cao chỉ dốc với cảnh sát thôi mà đã bị bắt rồi. Ok, đây là bạn chủ map này, bạn tên là bạn Ohana Gamer, ID là 61391231. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình thoát khỏi nhà tù màu hồng, xem ngày hôm nay chúng mình sẽ phải đối diện với những thử thách gì và chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để vượt ngục. Thì chúng ta hãy bắt đầu ngay từ nào, let's go. Ok rồi, bây giờ màn đầu tiên này, chúng ta đang thấy một cái chỗ nó đấy không em, còn kẹo này nhảy cẩn thận, nhảy cẩn thận các mũi ơi. Rồi xong tính ra mình mới nói nhảy cẩn thận cái nó nhảy nó đâm vào xuống nước xuống lava rồi. Cay đi ơi, đứng lên gì cay ơi, sao mọi người nhảy gì mà nhìn nó khó khăn vậy, nhìn em rồi đây. Ghê. Cú Yong đúng là Spider-Man, cái bắn tơ không chịu phạm nào. Ok. Dễ. Ok, đến màn 2 này thì chúng ta đang thấy, ôi, nhìn nhiều cái con màu hồng này đây. Ôi thì các ơi. Con đăng gô. Rồi xong, lấy kiếm ra đây nè, xong ăn bánh vào để tăng phòng thủ nè. Rồi tăng sức tấn công thì mình giết được nó được. Lấy bánh vô. À. Ăn luôn nè. Rồi. Mọi người sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Mày chết rồi. Gì đấy, sư châu gì? Con này nó khỏe hay sao đánh chơi? Từ, cố lên mọi người ơi, cố lên, chúng ta sẽ phải giết hết cái đám này. Cố lên. À, đây đúng rồi, cái bùi đường này, hợp lý, được của nó. Cầm cứ đường này thôi, cứ đường này uốn éo. Nào hai ba, cầm uốn lượn nào để thu hút bọn đàn cô nào. Đánh con to kìa. À không, đánh mình dẹp mấy con này trước đã, không mấy con to tí nữa mình đánh sau. À từ giết con to coi. Mày này, phang ló. Ủa? Ui! Lùn quá vớ không to. Có cái gạt. Cá mui chạy đây, cá mui chạy đây. À từ, đây chạy đây cá mui. Chạy lên cầu thang, leo lên cầu thang đi qua luôn. Nhanh, chạy đi đánh con. Ôi chạy. Cái gì mà gái đầm lên thế? Nói chung bài la lên mà cuối cùng bài chạy vẫn bị chủ nó cắn nó không trượt phát nào bạn ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta qua màn tiếp theo. Hả? Cửa sổ ở đây cần có chìa khóa. Đấy, chìa khóa đây nè, anh lụm rồi nè. Ok rồi, chúng ta qua cửa thứ hai. Mỗi người à đâu, cửa thứ ba chứ, mỗi người chỉ lấy một cái thôi nha, để cho người khác qua nữa. Ok, cái gì? Nước ép có ga. Ok, nước ép có ga làm gì ạ? Cái này hình như là nhảy cao hay sao á. Wow. Nhảy thử. Các mũi có thể không cao nhưng mà ăn cái này vào nhảy cạch. Bạn ăn vào các rồi mà anh nhảy chơi. Nhưng mà em định nhảy tường. Cái gì leo tường? Bạn phải nhảy vô, chỉ còn mày đặt leo tường nữa. Đây. Đâu đâu, quay, bạn. Ghê. Quay các mũi ơi. Ok, được rồi. Không định làm gì đâu, mình định nhảy vận số gì đâu. Dịch ơi, cá là dịch ơi. Sao nhiều cái vậy? Các mũi xuống nhanh quá, cá các mũi, xuống. Đấy, xuống thì làm sao đâu, nó không đánh. Cái. Không đánh thì hồi xanh nhanh vậy. À, đâu đánh đâu. Nó có đánh đâu, trời ơi, nó có cắn đâu. Cái thử test xuống xem nó không cắn. Nó không cắn đâu. Thịt dịch ngon lắm á, thịt dịch. Mấy con cá này nó chỉ dốc thôi, cay đừng sợ đây, nhìn anh nào. Hụi. Đâu rồi. Nó hết nhảy cao giữa hồ, cái tí mình nhanh té xuống luôn ba. Cố lên. Bắt nào. Hụi. Rồi xong, cả mùi luôn. Cái này là tại vì ca mui á anh à, tại vì em đang nhảy mà ca mui không chịu nhảy làm cho em bị chó. Ca mui chân ngắn em nhảy em phải cảm cho hội người lùn chứ. Đây. Qua đây lại em mui. Đây. Ok. Đây.
Hey, lúc nãy là em đang nhìn cái là em mới nhảy lệch lệch. Lúc nãy nhìn cái nhảy lệch, mày đặt là nhảy ga thì nói đi, còn mày đặt là đổ tại cái nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả màn thứ năm hay thứ tư nhỉ? Thứ tư ấy. Đó, ok. Cái ra đây solo sao lâu sự. Việc hiện nhảy bên đấy, cái nhảy bên này solo xem ai là được người được cần gạt. À, ok. Solo cái. Chuẩn bị lại. Cam mui đưa đếm đi. 3 2 1 bắt đầu. Ủa, làm gì vậy? Sao? Win. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, nhìn vừa mới làm gì vậy? Anh có nhảy mà. Giờ đây anh đọc cái lá thư này dịch gì? Đọc lá thư này à? Lá thư cái gì vậy? Bên em nè, lá thư bị lừa rồi. Đây này, kẹt gạt đây này, ba đó, bên này nè, hai đường nhưng chỉ có một đường có thôi. Các mùi thấy bị bắt buộc không? Nhìn này, hãy ôi nhân lận, không chấp cả. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bàn tiếp theo. Chúng ta đi được qua khoảng 4-5 cửa anh em, nhưng mà vẫn chưa thoát ra khỏi cái nhà tù màu hồng này. Và hiện tại thì chúng mình đang thấy ở đây có hai con gọi là đầu lâu xương chéo làm gì. Ui, nó bắn kìa. Ui anh, ui mùi chính ra. Ôi nó bắn mình vào mùi ba chặn cửa thì chết. Đại ca thể hiện đây là cái đầu xanh. Đi à, cạnh mồi chết luôn đó. Hey, thấy chưa bởi điều lấy giờ người ta phải chơi như thế rồi. Ok rồi, biết đi đây. Sao cái con cá này sao đi chị mời đây. Á đù, nó cắn đau lắm nhỉ. Á đù đù ok, cạnh đâu đau lắm, đau lắm. Ôi mày chết là mấy con cá này, từ từ đóng cửa á. Ôi cái gì, ôi chú quất tập đóng cửa ra. Cái gì, con này nó tên là cá điên trời ơi. Cá điên, đúng là cá điên mà. Ủa, bây giờ làm sao mình qua được cái cửa này bây giờ ta? Không lẽ mình phải đánh nhau nó? Hình như phải đánh nhau hay sao á? Nhưng mà làm sao mình giết được nó như kiểu này? Trời má, nó cắn sao? Em nghĩ là bây giờ mình thay phiên vô quýnh lộng nè. Cách ghê rồi. Con cá này nó trông đi. Giết luôn. Hồi sinh liên tục, giết lại. Spam luôn, mày chết rồi, mấy con cá này cho mày chết rồi. Mày nó sao nó trông vậy? Trời, nó trâu vãi đầu luôn anh. Rồi. Ôi, nó trâu vãi trôi luôn anh em ơi. Ôi chết rồi, sao mà cắn được con này đâu. Cố lên các em, giết nó đi. Ôi xích sắp bên này nè. Nó còn đẩy anh xuống tít ở dưới này chứ, đậu xanh rồi nó. Thôi, ôi chết chưa, ôi con. Cậy chết rồi, giết mấy con cá điên đi coi. Mày cá điên, ây da. Có một con nó cắn mông tay kìa, có một con mông tay, cố lên, sao chết rồi. Ok, chết rồi, ok. Cần gạt này. Có chìa khóa luôn. Đấy, ok anh em, chúng ta đã giết xong màn gọi là cá điên. Mình cho nó thành cá viên chiên hết rồi anh em, không phải lo. Đấy, qua. Ủa sao thấy con mốt nó hết vậy? Alo, ok anh. Ủa? What the? Adu! Sao nó cắn hết vậy? What? Từ, hình như con này tăng hình, cậy. Hình như con này tăng hình, alo. Quá tệ hình hả? Đánh nó. Để cá mui rụ. Nó có hai cái bóng dưới chân kìa, đuổi theo. Cá mui rụ, đánh nó ok. Đây, nó cái một con này, ok, chết con này. Mày tàng hình, bầy đã tàng hình. Đánh hai con rớt ra hai cái cần gạt luôn, ghê ấy. Trời, nó tàng hình, nó để lộ chân lên đây. Ok, mình đã qua gì đây? Đánh quái xong thì đặt cần gạt go vô khối sắt hồng. À, hóa ra là hai con này là nó có hai lý do của nó, ok. Ôi, win rồi nè. Yeah. Ơi, mình đã win rồi nè. Chúng ta đã vượt qua nhà tù màu hồng. Ở đây có gì đây? Súng hút bồn cầu. Bom này, bom này để chọn các mui nè. Ok, lửa để đốt các mui nè, bom nổ ném các mui nè. Đó, nhiều vãi chuối. Ok, có cả móc leo nè. Ok, bây giờ mình sẽ dùng móc leo. Đâu các mui đâu? Các mui ném các mui được. Phá cái tù. Phá cái tù này. Tìm đường ra. Ui, ok, khoái tù này anh em ơi. Đi thôi. Cà mùi này.
Camui, Camui đã bị ăn một quả bom mà Camui chết queo bạn ơi. Và ok thì vừa rồi bọn mình vừa hoàn thành xong cái hành trình gọi là thoát khỏi nhà tù màu hồng. Các bạn thấy ghê. Và nếu như các bạn muốn mình làm tiếp các video thoát khỏi nhà tù màu hồng khác, hoặc các bạn muốn xem Hero Team xây dựng nhà tù, thì hãy nhớ để lại cho video này đủ trên 5.000 like nha. Nếu trên 5.000 like thì mình sẽ làm tất cả những điều mình vừa nói nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye. Cái cho anh cái lũ đạn này. Cái này cái cho vô cu vô này. Cao 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 vô này